Xin chào mọi người, hôm nay xin mời mọi người cùng mình đi server sprint. Hôm nay thời tiết rất mát, rất thích hợp đi bộ, đi vòng vòng coi cảnh. Wow, mấy cái cây này bự quá hả? Ồ, mấy cái cây này bự mà cao dễ sợ luôn. Anh hả? Cái cây này dễ thương nè. Dạ, baby, chú với nó ngồi baby. Suối này mình chưa bao giờ đi hết, lần này là lần đầu tiên mình đi. Cái suối này cách nhà mình khoảng gần 2 tiếng đồng hồ chạy xuống đây. Ồ, một đầu người có 2 đồng thôi, rẻ quá trời luôn. Ở chỗ này đậu xe hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Rồi, đi qua đó mua. Ở dưới cái gốc cây này có cái bàn ghế này nhỏ 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 giùm dễ thương ha. Với lại cái cây này cũng lạ lạ ha, nó giống như cây dù vậy, giùm dễ thương quá. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng, chúng mình cùng tham quan nha mọi người. Ở đây mấy cái tiệm ăn nè, mấy cái tiệm bán đồ gift shop cũng nhiều quá ha. Cái chỗ này lớn quá anh ha. À, ở đây là chỗ để mà mình đi xuống tàu nè. Ở đây nó có những cái tàu mà nó làm bằng kiến trong á, mình có thể dòm xuống dưới đó. Như đấy. Wow, chỗ này rộng lớn ghê á. Đi một hồi thấy lạnh luôn rồi chứ. Không biết là hôm nay có cái con manatee không ha? Hy vọng là có. Thường thường á, thì vào cái mùa này á, là mấy cái con manatee nó bơi từ miền Bắc nó về đây á. Mà không biết kỳ này có chưa nữa. Hy vọng là có là đã lắm nha mọi người, đẹp lắm. Rồi con nào con nấy nó bự, thiệt là bự luôn vậy đó. Mình coi đã lắm. Ở gần nhà mình nó cũng có một cái suối chạy cách khoảng chừng tiếng đồng hồ. Ồ, phía bên đây là suối nè. Đẹp quá hả? Trời ơi, cá quá trời luôn. Trời, con nào con nấy nó mập mập ú nù à, giống mình quá. Chồng quay hả? Có mấy người chèo ghe kìa. Ở đây chèo ghe đảo quá hả? Nước nó lắng lặng dễ sợ luôn, nước nó yên. Rồi nó trong suốt luôn à, dòm xuống dưới đẹp quá đẹp á. Đẹp quá chừng luôn. Đẹp quá à. Cảm giác giống như mình đang lặn ở dưới biển hả? Ôi ơi đã ghê, thiệt là tuyệt vời. Thôi mình không cần đi đâu nữa đâu anh ơi, ở đây ngắm cảnh được rồi. Trời ơi đẹp quá đẹp đi. Chỉ tiếc là không có con manatee nào hết, uổng quá à. Nhưng mà cũng đã. Rồi cái phong cảnh này nó đẹp quá, thiệt là yên tĩnh, thiệt là gì, giống như một bức tranh luôn vậy á. Thôi ơi ngồi đây thiệt là thoải mái. Đẹp quá à, sướng quá à. Khó
khỏi cần đi lặn, cũng ngồi đây cũng dòm thấy được nè, đã quá ha. Ô, có con rùa baby kìa, dễ thương ghê chưa. Trời, cá nào cái này nó mập. Mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Cảm ơn mọi người. Xin chào.